Triều Tiên gọi bà Pelosi là kẻ hủy diệt hòa bình thế giới. Triều Tiên lên án Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi vì ủng hộ gian đe bình nhưỡng, mô tả bà là kẻ hủy diệt hòa bình thế giới. Hàn Quốc là điểm dừng chân thứ tư của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi trong chuyến công du châu Á lần này sau Singapore, Malaysia và đảo Đài Loan. Tại cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo ngày 4 tháng 8 bà pelosi và ông kim kêu gọi xây dựng năng lực răn đe mạnh mẽ với triều tiên cam kết hỗ trợ các nỗ lực nhằm phi hạt nhân hóa bình nhưỡng hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna cho biết các phát biểu bà pelosi đưa ra là một phần trong kế hoạch của mỹ nhằm làm leo thang căng thẳng trên bán đảo theo đó bà pelosi đang cố biện minh cho chính sách thù địch của mỹ nhằm vào triều tiên và ủng hộ việc mỹ gia tăng vũ khí Pelosi, kẻ hủy diệt hòa bình và ổn định thế giới tồi tệ nhất, đã phải hứng chịu sự giận dữ từ người dân Trung Quốc sau chuyến thăm đảo Đài Loan gần đây, KCNA viết, dẫn lời Zhou Yongsam, lãnh đạo phòng thông tin và báo chí, Bộ Ngoại giao Triều Tiên. Chủ tịch Hạ viện Mỹ ngày 4 tháng 8 còn dẫn phái đoàn nghị sĩ tới thăm khu phi quân sự, DMZ, ngăn cách Hàn Quốc với Triều Tiên trở thành quan chức Mỹ cấp cao nhất tới DMZ kể từ khi tổng thống Donald Trump gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại đây năm 2019. DMZ là vùng đất dài khoảng 258 km, cách thủ đô Seoul của Hàn Quốc gần 50 km về phía bắc. DMZ được thiết lập trong hiệp định đình chiến chiến tranh Triều Tiên năm 1953, thường được mô tả là biên giới được trang bị vũ khí mạnh nhất thế giới. Ông dâu cảnh báo, sẽ là sai lầm chết người nếu bà ấy nghĩ mình có thể tự do đi lại trên bán đảo Triều Tiên. Mỹ sẽ phải trả giá đắt cho mọi nguồn cơn bất ổn do Pelosi tạo ra ở mọi nơi bà ấy đến. Triều Tiên năm nay đã tiến hành hàng loạt vụ thử tên lửa với tần suất chưa từng thấy. Giới quan sát nhận định Triều Tiên có thể chuẩn bị thử hạt nhân. Lần đầu kể từ năm 2017, một báo cáo của liên hợp quốc ngày 4 tháng 8 cho rằng quá trình chuẩn bị của Bình Nhưỡng đã diễn ra trong nửa đầu năm nay.